Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly và anh Nguyễn Minh Tử đã có mặt tại Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang nha bà con. Ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống sẽ trở lại để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây nhãn lông tím cũng như là cách trồng cây nhãn lông tím như thế nào cho đạt hiệu quả và nhanh cho trái nha bà con. Trước màn hình đây là cây nhãn lông tím nè. Nhãn lông tím thì quý bà con chúng ta cũng có thể trồng chậu, trồng kinh tế hoặc là trồng bonsai nha. Cô chú anh chị trồng chậu thì tầm khoảng là từ 10 tháng thì bắt đầu ra trái, chúng ta trồng đất thì nó có thể là nhanh hơn nha. Đây là cây nhãn lông tím. Thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây ghép chui nha bà con. Từ cái mắt ghép ở dưới đi lên thì nó cao tầm khoảng là từ 50cm đến 60cm. Thì bên trung tâm cây giống sẽ sang ra cái bịch như vậy, nuôi lại cho cây rất là khỏe nè. Nhãn lông tím thì cái lá nó sẽ màu tím mơ và cái trái nó sẽ màu tím luôn nha. Đó, hầu như là cho trái liên tục luôn á. Chúng ta ăn hết đợt trái này thì chúng ta cắt cái cùi á, tức là cái nhánh này nè, chúng ta cắt ngang cái trái thu á thì nó sẽ ra hoa, nó sẽ đậu trái tiếp theo ha bà con. Còn bây giờ thì Ly sẽ mời anh Nguyễn Minh Tử đi cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cách trồng nha bà con. Dạ, mình hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ thuật trồng về cái nhãn tím nha. Thì hiện tại về kích thước của hố thì mình đào 4x4 nha bà con. Thì hiện tại là trước khi trồng là mình xử lý vô và lân vào hố này rồi. Thì hiện tại hôm nay là cũng quay cái clip này chia sẻ về kỹ thuật trồng thôi. Còn kỹ thuật bón lân và vôi thì chúng em đã làm trước rồi nha. Nhiều bà con thắc mắc là muốn bón như thế nào, về cái thành phần là phân như thế nào để cho hợp với cây nhãn tím này. Thì hiện tại thì mình đào là 4x4 rồi, thì mình cứ bón tầm 1kg lót ở dưới cái mặt hố nha bà con. Rồi thì thí dụ như bà con thấy mình đào cái độ sâu nó là 22 tấc nha bà con, là 20cm. Rồi thường trung tâm cây giống sang bầu như thế này thì mình sẽ ướm thử cái bầu xuống nha bà con. Mình ướm xử thì cái mặt mô này thì nó sẽ cao hơn cái mặt đất mình hơi xíu nha bà con, để mình trồng hơi mô nhẹ để tránh ngập úng nha bà con. Với thứ hai, có nhiều bà con nói tại sao là mình đào cái hố cho nó rộng như thế này. Thì thật sự đào cái hố rộng như thế này, bà con nói là có thể là bón phân vô tốn hay không, thì mình chỉ bón lót tầm 1kg thôi. Nhưng mà thật sự khi mình ốp vô nè, đất của mình như thế này nè, nó sẽ có nhiều cái khe hở để cho nhiều cái lông hút rễ này nó ra, nó đụng không khí để nó phát triển mạnh hơn nha bà con. Chứ không phải là mình đào cái hố lớn để mình tốn công bà con hay là công sức gì hơi nhiều nha bà con. Thật sự những cái quy trình trồng là nó cũng phải có kỹ thuật đúng của nó. Thì hiện tại thì chia sẻ như thế này, thì mình sẽ xé cái bầu này ra để mình xuống mình ướm thử cho bà con coi. Thì thí dụ cái mặt này nó mình cảm giác nó hơi cao, nó hơi thấp hơn cái mặt đất bình thường nè. Thì mình tiếp tục mình nâng cái đất lên nhẹ thôi, cho nó cao hơn mặt đất nha bà con. Thì hiện tại thì đúng ra là hơi nay trời mưa quá, mình sử dụng giá thì nó hơi cực, cho nên nó đất nó mềm nè, mình làm tay luôn nha bà con. Chứ thật sự là mình đúng kỹ thuật là mình phải làm bằng giá cho nó đạt cái chất lượng hơn, là tay mình nó không có trơn trượt đâu nè. Bà con cứ lót đều như thế này rồi mình ướm bầu lại một lần nữa thử coi nó đó, mình thấy nó cao hơn mặt bầu rồi nè bà con. Thì mình tiếp tục, ví dụ như mình cảm giác đó, mình sẽ rải cho nó một lớp nhẹ nữa, khoảng tầm khoảng 2 nắm phân humic 007 nha bà con. Rồi thì cái quy trình mình đặt bầu thì mình xé bầu ra, thì mình cẩn thận để mà cái bầu này nó hơi vỡ nha bà con. Mình cũng phải nhẹ nhàng, thay vì mình xé không quen thì mình sử dụng kéo mình rọc một đường. Trung tâm cây giống nuôi rồi nè bà con, rễ ra rất là trắng và non luôn nha bà con. Khi mình đặt cái bầu xuống là mình dịnh nhẹ nè. Cây nhãn là mình trồng thẳng đứng nha bà con, mình không trồng nghiêng như cây dừa nha bà con. Mình trồng thẳng đứng sau này nó sẽ tạo tán và tạo tàn đều. Mình lấp đất lại nhẹ. Bầu của mình là chặt lại nha. Hiện tại thì trời chuyển mưa rất là nhiều nha bà con. Đen hết rồi nè. Ngày hôm nay thì mưa quá trời mưa luôn nên đất nó cũng hơi lầy. Nên nó hơi lèn á.
Rồi bà con cứ sử dụng giá mà mình ướp vô đầy mặt mô và mình hơi mô nhẹ lên nha bà con. Cái đất này là đất màu nha bà con. Cái đất này là đất màu á. Khi mà cu be lên thì bên trung tâm cây giống cũng hướng dẫn cho chủ vườn á, là kêu cu be á, là lấy cái lớp màu, nó tránh tình trạng giống như là nó có hoàng á. Không kịp rồi. Rồi. Không kịp ớp cái màu rồi. Qua đến đây là 8 giờ sáng. 8 giờ sáng. Đào hố rồi trồng hoàn thành khu vườn luôn cho chị là khoảng hơn còn 500 cây đúng không anh? Gần 500 cây. Gần 500 cây nha con. Tức là đào hố trồng luôn. Thì là 2 ngày xong á. Mô hình này là trồng ở Diên Thanh của tỉnh Hậu Giang. Chủ đầu tư hiện tại thì đang di cư ở nước ngoài á con. Thì khi mà mình ốp mô nó lên như thế này thì mình rải tầm khoảng nửa ký trên mặt mô nha bà con. Thì hiện tại mưa quá nhiều nha bà con, mình không có tiện chia sẻ cái phần cọc cho bà con được nha bà con. Thì hiện tại là quá mưa, mưa đang chuẩn bị dần đổ to rồi. Rồi hẹn bà con phần cọc kỳ sau nha, mình sẽ chia sẻ cho bà con. Trồng cây thì chúng ta phải cọc lại nó nha bà con, nhưng mà hiện tại trời đang mưa rồi. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Chạy.